thầy các cô và các vị đại biểu. Thầy cũng xin chia sẻ một số ý. Mà nãy giờ chúng ta có ý kiến nhiều về linh chi. Thì tôi là cái người làm linh chi 30 năm rồi. Thật ra cũng có chia sẻ một chút xíu. Cái thứ nhất là ở đây có cô Linh Thị Quý Hương. Đúng ra là cô phát biểu, nhưng mà tôi sẽ nói cái ý của cô. Khi dùng linh chi chỉ trong vòng vài ngày là thấy có hiệu quả. Thành ra nếu mà sau khi phát biểu xong, xin mời cô phát biểu thêm chút xíu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là của anh Việt Anh hỏi, thế thì bây giờ uống cái này mà như anh Năm trả lời, đi hỏi bác sĩ Tây Y là bảo đảm không có uống, ai biết nó là cái gì, thành ra là không uống. Thế thì linh chi nó đã có tiếng từ ngày xưa, và xem thần nông bản thảo hay là bản thảo cương mục đều xét nó vào thượng dược trên cả nhân sâm. Thì thượng dược người ta định nghĩa cái thứ nhất là thuốc nó không có độc, cái thứ hai là nó có hiệu quả rất tốt, và cái thứ ba là không có tác dụng phụ khi dùng dài ngày. Thế thì trong quá trình mà nghiên cứu học hỏi về linh chi thì có nhiều anh chị có hỏi, thế bây giờ tôi uống linh chi nếu mà dùng lâu thì có phản ứng phụ nào không, hoặc là tôi dùng bao lâu thì tôi ngừng một ít sau đó dùng tiếp. Thì tôi có hỏi là anh chị đã dùng bao lâu rồi, thì có người nói dùng 3 tháng, có người nói dùng 6 tháng, có người nói dùng 1 năm, 2 năm. Thế tôi hỏi thế thì có thấy cơ thể tác dụng có tốt không, thì ai cũng tốt. Nhưng không biết là nếu mình dùng lâu dài, sau này nó có tiềm ẩn cái gì không thì không biết. Thì tôi cũng trả lời, thì nói thật tôi cũng không biết. Tức là tôi chỉ dùng mới có 30 năm chưa thấy gì. Nếu mà nó tới 40 năm, 50 năm thì thật tình tôi cũng chưa biết. Chứ còn 30 năm thì tôi biết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dùng hàng ngày như thế nào thì nó thật. Khi tôi sưu tầm cái linh chi một quang ở rừng núi Việt Nam, ngoài cái chuyện phân lập trồng thì mình cũng phải nấu uống thử chứ. Cái đó cũng không phải gan, mà cái đó là do cái kiến thức mình học được các thầy truyền. Tức là khi mình xác định đúng cái nấm đó là linh chi, ông bà mình dùng, tổ tiên dùng, và nó đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi, thì khi mình xác định đúng linh chi thì mình uống thử. Mình mà uống thử nó nói là không ai tin, thế thì uống thử. Và trong quá trình trồng 30 năm thì uống cho tới giờ này, ngày nào cũng uống. Mà hỏi uống có liều lượng không, nói thật không có liều lượng, cứ bốc nhúng uống. Nhưng mà tất nhiên trong các sử dụng thì mình đã quen với nó rồi thì không thành vấn đề. Nhưng trong cách sử dụng thì đối với người bình thường, chúng ta uống thế nước. Có người uống rất là tiết kiệm, nấu 2 lít nước, bỏ 2 lát, thì nó có độc đi nữa thì cũng không ăn thua, mà nó có tốt đi nữa cũng không ăn thua. 2 lát thì nó có 3 gram, mà nấu 2 lít nước mà uống nguyên ngày thì không có cái gì. Do đó tối thiểu mình dùng cũng phải là 10 gram một ngày, thế nước uống hàng ngày. Đó là cái nhất. Cái thứ hai, nếu có bệnh, tất nhiên những cái bệnh mà Tây Y phải làm can thiệp như là ung thư, cái này nó nặng về ung thư, tức là các liệu pháp Tây Y như là hóa trị, xạ trị, phẫu thuật vân vân, thì sau đó dùng linh chi thì nó sẽ giảm bớt tất cả các cái tác dụng phụ do liệu pháp Tây Y gây ra. Mà cái này nó đã chứng minh bằng khoa học và rất là nhiều trường hợp thực tế. Thành ra tôi nghĩ là chúng ta dùng thế nước uống hàng ngày đối với người bình thường thì chúng ta có thể dùng khoảng 10 gram, chứ dùng mà khoảng 2 gram mà nấu 2 lít nước thì không ăn thua. Còn đối với người có bệnh có thể dùng liều cao, tức là nó có vị đắng, nếu chúng ta uống cà phê thì uống linh chi được. Đó là cái thứ hai muốn chia sẻ về linh chi.